chào các bạn. Video này mình sẽ quay hai chiếc máy bay của Liên minh Hàng không SkyTeam đến sân bay Nội Bài trong cùng một buổi sáng. Đầu tiên là thành viên của Liên minh đến từ Đài Loan, một chiếc Airbus A330 của hãng China Airlines. Đây cũng là chiếc A330-300 mang livery của Liên minh Hàng không SkyTeam. Chiếc này sử dụng hai động cơ CF6 của General Electric. Còn đây là pha hạ cánh của thành viên SkyTeam đến từ Việt Nam, một chiếc Airbus A350 của Vietnam Airlines. Đây cũng là chiếc A350 duy nhất trên thế giới mang livery của Liên minh Hàng không này. Chiếc này mang số đăng bạ VN-A897, là chiếc A350 thứ 12 trong đội bay của Vietnam Airlines. Và đây là chiếc A330 của China Airlines, đang đi theo xe Follow Me vào bãi đỗ ở nhà ga quốc tế sân bay Nội Bài. Ở góc này chúng ta có thể quan sát kỹ hơn chiếc máy bay này. Ngoài livery SkyTeam thì chiếc này còn mang đặc điểm của hãng hàng không, đó là logo hình hoa mận và tên hãng China Airlines. Còn đây là pha chạy đà cất cánh của chiếc A350 trong livery của Liên minh Hàng không SkyTeam. Chiếc máy bay đã rời khỏi mặt đường băng sân bay Nội Bài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.